Chào các bạn học sinh đến với môn học tiếng Việt lớp 1. Hôm nay cô giáo Hương Giang sẽ đồng hành cùng các bạn hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải phiếu ôn tập cuối tuần 11. Ở tuần này chúng ta sẽ ôn các phần A là An, phần A là Anh, phần Ớ là Ân, phần E là En, phần E là En, phần I là In, phần O là On, phần O là On, phần Ơ là Ơn và phần U là Un. Chúng ta bắt đầu đi vào bài tập số 1. Đọc các tiếng, nối tiếng trong giọt nước với đám mây chứa vần thích hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc các tiếng trong giọt nước trước. En là En, hờ en hen là hẹn. An là An, bà An bao hiền bàn. Ớ là Ân, giờ anh dân. Á là Anh, lờ anh lanh. Ê là Em, nhờ anh nhân nặng nhẹn. In là In, nhờ yên nhiên hiền nhìn. A là An, nhờ anh nhanh nhãn nhãn. E là En, can kem sắc kén. I là In, sợ in xin. Á là Anh, mờ anh manh nặng mạnh. Ớ là Ân, khờ anh khên hỏi khẩn. Ê là En, tệ anh tên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối các tiếng ta vừa đọc với các đám mây chứa vần thích hợp nha. Các đám mây vần A là An, Á là Anh, Ớ là Ân, I là In, E là En và E là En. Tiếng đầu tiên là tiếng hẹn. Trong tiếng hẹn sẽ có âm hờ đứng trước, vần E là En đứng sau và thanh nặng. Vậy ta sẽ nối tiếng trong giọt nước này với đám mây chứa vần E là En. Giọt nước tiếp theo chứa tiếng bàn có âm bờ đứng trước, phần A là An đứng sau và thanh huyền. Vậy ta sẽ nối giọt nước này với đám mây chứa vần A là An. Giọt nước tiếp theo chứa tiếng dân. Tiếng dân sẽ có âm giờ đứng trước và vần Ớ là Ân đứng sau. Vậy thì ta sẽ nối giọt nước này với đám mây chứa vần Ớ là Ân. Giọt nước tiếp theo chứa tiếng lăng. Tiếng lăng sẽ có phần tiếng lăng sẽ có âm L đứng trước, phần Á là An đứng sau. Ta sẽ nối với đám mây chứa phần Anh. Tiếng tiếp theo là nhẹn, sẽ có âm nhờ đứng trước và vần E nệ đứng sau và thanh nặng. Ta sẽ nối giọt nước này với đám mây chứa vần en là en. Tiếng tiếp theo là nhìn. Tiếng nhìn sẽ có âm nhờ đứng trước, vần in là in đứng sau và thanh huyền. Ta sẽ nói với đám mây có chứa vần in là in. Tiếng trong giọt nước tiếp theo là nhãn. Tiếng nhãn sẽ có âm nhờ đứng trước, vần a là a đứng sau và thanh nhã. Vậy ta sẽ nối giọt nước này với đám mây chứa vần A là An. Tiếp theo là tiếng kén. Tiếng kén sẽ có âm ca âm tiếng kén sẽ có âm ca đứng trước và vần E là E đứng sau và thanh sắc. Ta sẽ nối giọt nước này với đám mây có chứa vần E là En. Tiếp tục tiếng xin. Tiếng xin sẽ có âm sờ đứng trước, vần y nỉ đứng sau. Vậy ta sẽ nối giọt nước này với đám mây chứa vần in. Tiếng mạnh sẽ có âm mờ đứng trước, vần án là anh đứng sau và thanh nặng. Ta sẽ nối giọt nước này với đám mây có chứa vần án là anh. Tiếp tục là giọt nước chứa tiếng khẩn. Sẽ có âm khờ đứng trước và vần Ớ nờ ân thanh hỏi. Người ta sẽ nối giọt nước này với đám mây có chứa vần Ớ nờ ân. Và cuối cùng, giọt nước chứa tiếng tên. Tiếng tên sẽ có âm tờ đứng trước và vần E nờ e đứng sau. Người ta sẽ nối giọt nước này với
Đám mây có chứa vân em. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1, tiếp tục đến với bài tập số 2. Đọc từ ngữ, nối từ ngữ với hình. Các bạn cùng đọc các từ này theo cô nha. Ngọn nến, con chồn, sơn ca, cuốn con, số 4, lay ơn. Sau đó ta sẽ nối các từ mà chúng ta vừa đọc xong với hình từ ngữ. Ngọn nến, à hình ngọn nến chính là hình này, ta sẽ nối vào hình ngọn nến. Tiếp theo là con chồn. Con chồn chính là đây. Từ thứ ba, sơn ca. Đây là chú chim sơn ca, ta sẽ nối vào hình sơn ca. Từ tiếp theo là cuốn con, ta sẽ nối vào chú cuốn con này. Rồi tiếp đến là từ số 4, ta sẽ nối vào hình số 4. Và cuối cùng là lay ơn, ta sẽ nối vào bông hoa lay ơn này. Tiếp tục đến với bài tập số 3. Đọc bài. Sơn ca và chồn. Sơn ca và chồn là bạn của nhau. Sơn ca hát rất hay. Chồn bảo Sơn ca, bạn hát cho tớ nghe một bài nhé. Thế là Sơn ca hát. Bài hát ca ngợi tình bạn bền chặt của Sơn ca và chồn. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Bài hát của Sơn ca nói về điều gì? À, bài hát của Sơn ca ca ngợi tình bạn bền chặt của Sơn ca và chồn. Ta sẽ trả lời là bài hát ca ngợi tình bạn bền chặt của Sơn ca và chồn. Chúng ta tiếp tục xem bài tập số 4. Điền vào chỗ trống vần u n un, ơ n ơn hoặc ớ n ơn. Câu A. Tổ em cử bạn Lan đi thi hát đơn ca. Vậy tiếng đơn sẽ có vần, và tiếng đơn sẽ có âm đơn đứng trước và vần ơ n ơn đứng sau. Ở đây ta sẽ điền vần ơ n ơn. Câu B. Em cùng các bạn ra sau. Câu B. Em cùng các bạn ra sân chơi nhảy dây. Vậy từ sân sẽ có âm sờ đứng trước và vần ớn ơn. Ta sẽ điền vần ớn ơn. Câu C. Mèo Moon là bạn của em ở nhà. Vậy tiếng Moon sẽ có m đứng trước và vần u n un đứng sau. Ta điền từ à, ta điền vần u n un. Xem bài tập số 5, tập viết. Sơn ca, con chồn. Sơn ca làm bạn của chồn. Sờ. Bài tập này chúng ta sẽ viết theo mẫu. Tiếp tục đến với bài số 6. Viết vào toa tàu 3 tiếng chứa vần em học trong tuần. Chúng ta có thể viết các tiếng sau. Ba. Nhãn. Tên. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phiếu ôn tập của tuần 11. Hẹn gặp lại các bạn ở những tuần sau nhé.